Xin chào hết thảy mọi người. Mình có thanh lý lô đàn guitar. Chung là đàn khá là đẹp. Này cửa hàng họ thanh lý. Này họ đặt hàng, họ đặt hàng. Này mẫu mã của ba đờn. Này nó giống cây J260. Những cây này tất cả đều làm bằng gỗ hết. Gỗ khóa rất tốt. Nói chung hàng chất lượng. Về mình thanh lý nhiều, tất cả là đều như mới vậy ha. Cái hàng trưng bày như mới khá là đẹp. Tất cả là đều bằng gỗ. Cái này thị trường thì bán, nếu mà họ bán mới thì nó cũng khoảng trên 3 triệu. Quá đẹp. Chỗ mình thanh lý một cây là 1,5 triệu hả? Cây gỗ gỗ khá là đẹp ha. Mình thanh lý 1,5 triệu một cây mọi người ha. Vì gỗ hết, nói chung là như mới vậy. Nhiều lắm, nó khoảng 20 cây. Rồi, xin cảm ơn mọi người.